Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel TTF Yu-Gi-Oh! Master Duel. Và đây là bản tin cuối tuần số thứ 7. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin mới nhất về các pack mới được ra mắt trong game, dự đoán và sự kiện lớn kế tiếp của game, và những cập nhật mới về phụ kiện cũng như là sân đấu mới. Không đợi các bạn đợi lâu hơn nữa, hãy cùng nhau bắt đầu video thôi nào. Mở đầu cho video cuối tuần hôm nay, chúng ta cùng đến với Selection Pack Eternal Partners. Đây một pack mới vừa được game cập nhật trong tuần vừa qua, mang đến rất nhiều tộc bài mới. Đáng chú ý nhất chắc chắn sẽ là Yubel, Sandrian và lá bài Thái Phong rồi. Trước hết, chính là sự đổ bộ của Yubel. Tộc bài này đang có một giai đoạn thống trị ở ngoài OGG, và với độ phổ biến cũng như độ lõi của mình, không biết rằng tộc bài có đủ sức cạnh tranh trong đường đua meta hiện tại của Master Duel hay không. Thời gian sẽ trả lời tất cả, cùng nhau chờ đợi nhé. Đồng thời, kênh cũng sẽ có ngay video gacha bắt mới này, cũng như là video phân tích điểm mạnh, điểm yếu và gameplay của tộc bài Yubel. Các viewer nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. Hoặc nếu muốn xem video trước và sớm nhất, các bạn có thể đăng ký gói hội viên của chúng mình để ủng hộ bọn mình nhé. Còn giờ quay lại tin chính thôi nào. Trong bắt mới này, chúng ta cũng sẽ được mang đến một tộc bài mới khá thú vị, đó chính là Central Ion. Với khả năng thủ sân tốt, khả năng bảo kê hiệu quả các lá bài phép và cạm bẫy, chắc chắn tộc bài này sẽ đem lại cho các người chơi khá là thú vị và mới mẻ đây. Bên cạnh hai tộc bài mới trên, dù đến đây chỉ có một mình, Tài Phong mang lại sức hút vô cùng lớn, không chỉ là đối trọng lớn nhất của thần giám Zeus, artwork đẹp mà còn là độ đa dụng của lá bài này trong meta hiện tại. Với việc nhiều deck sử dụng extra deck thường xuyên, chúng ta sẽ thấy tần suất sử dụng của Gundam Tài Phong này ngày càng tăng dần đây. Ngoài ra, đợt cập nhật này còn đem đến cho chúng ta nhiều pack mới. Tâm điểm chắc chắn chính là Secret Pack của Castira rồi. Tộc bài từng thống trị một thời tại Master Duel, cuối cùng cũng đã có một nơi ở chuẩn chỉnh. Người chơi có thể dễ dàng có được những lá bài Castira mà mình mong muốn, mà không còn phải dùng đến điểm UR để craft như lúc trước nữa. Còn bây giờ, vẫn vậy, thì xem như bạn xui đi. Video Castira của kênh chúng mình sẽ được ra mắt vào đầu tuần sau nhé. Mọi người nhớ đón xem nha. Tụi mình bỏ nhiều lá độc lạ vô lắm, không biết là hiệu quả đến đâu nhưng cũng có thể là để cho mọi người tham khảo đấy chứ. Nếu muốn xem ngay vào luôn thì đăng ký của hội viên đi. Xin lỗi tại dạo này tôi đói quá rồi. Tiếp đến chúng ta cùng đến với Secret Pack Soul of Supplies Gods. Ở pack mới này chúng ta sẽ được thêm vào những lá bài như sau. Yatagarasu, một lá Lord of Souls và Sakitama. Người vui nhất lúc này chắc chắn là những người chơi Soul Sister rồi. Một support 4 sao khá khó tìm lúc trước, bây giờ đã có một secret pack riêng. Điều này giúp đảm bảo một phần chi phí để rước các sơ về nhà với full sức mạnh của mình. Bên cạnh đó chúng ta không phải không kể đến secret pack XDZ Explosion. Nơi quy tụ của rất nhiều anh em XDZ đa dụng bậc nhất game. Từ đoàn siêu tank Canon đến number 38 quốc dân này. Đồng thời cũng có sự góp mặt của F0 và tên trộm thời gian. Cùng với nhiều tay to máu mặt khác của làng quái XTZ ở đây, bắt này chắc chắn là một support cực kỳ tốt cho những bài thủ vừa bước chân vào game, tiến bước trên hành trình khởi đầu với tận những tộc bài XTZ đây. Đối với dân chơi lâu năm, đây cũng chính là dịp để bổ sung vào bộ sưu tập còn thiếu của mình với những lá bài quốc dân trong bắt này. Cuối cùng, trong những bắt được cập nhật, không chịu ở yên một chỗ, Legacy Bắt cũng có một update nhỏ. Như là việc bổ sung vào hai lá bài phép vĩnh cửu mới này và một lá quái thú mới này. Đây là cái cập nhật lớn ở phía trên, thì chúng ta cùng nhau đến với đường đua meta để xem tộc bài nào đang thống trị meta tuần này nhé. Bắt đầu với top 5, các lính cứu hỏa của chúng ta không giữ được sức nóng, tụt hai hạng lùi về vị trí top 5. Bên cạnh đó, ở top 4 chúng ta có một tộc bài khá là đặc biệt, đó chính là Branded, bứt phá bảng xếp hạng leo lên tới vị trí này. Chứng tỏ rằng Mirror Chase và các đồng đội vẫn không làm người chơi thất vọng, đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh của mình trong meta hiện tại. Ở vị trí top 3, Hillermans tiếp tục giữ vững phong độ, nắm giữ vị trí khá là cao ở trong bảng xếp hạng tuần này. Tiếp đến, cũng như tuần trước, không bất ngờ lắm, Pearly tiếp tục đứng ở vị trí top 2, và những con bé này tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh vô đó của mình. Vương triều rực cháy của Snake Eye Fire King vẫn không hề bị dập tắt bởi bất kỳ thế lực nào. Snake Eye Fire King tiếp tục đứng trên trời ở ngôi đầu bảng trong tuần này. Ừ.
Tiếp đến chúng ta sẽ cùng nhau dạo một vòng quanh shop bán hàng Master Tool để xem có gì mới lạ nhé. Đầu tiên sẽ là bộc bài U-Belt, một bộc bài mới vừa được thêm vào game dành cho các bài hữu main U-Belt và những người chơi thích artwork này. Cái đó chính là linh thú mới Skyclaw Lionheart, một linh thú chibi dành cho các One Champ Skyclaw, Manadium, Tillamans hay là Visage. Hoặc bạn cũng có thể sắm nó về để trưng vì trông nó cũng khá là ok mà. Tiếp theo chính là sân đấu dành riêng cho các Castira. Cá nhân mình rất là thích artwork này. Là một main Castira chắc chắn mình sẽ mua cái sân này rồi. Nhưng không biết nó có một tòa lâu đài ở phía sau không nhờ? Vì ở ảnh quảng cáo nó có mà. Mình chưa dùng thử nên cũng chưa biết nữa. Các bạn nào biết thì comment xuống dưới giúp mình nhé. Cuối cùng sẽ là Icon Super Bully. Icon này ra mắt cũng chính thức đánh dấu triều đại Fusion đang trở lại dần. Hãy cùng xem nó dẫn đến đâu nhé. Theo như Master Duel Meta, sự kiện lớn kế tiếp của game chính là EDZ Cup. Sự kiện này dành riêng cho các quái thú EDZ với thể thức khá là lạ nhưng mà lại quen thuộc một cách lạ hơn. Event sẽ là thi đấu thích điểm nhưng sẽ giống như cách tổ chức của Duo Cup vừa qua. Chia ra làm hai giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Tất nhiên, tại event này chúng ta chỉ được sử dụng các quái thú EDZ thôi. Một số các lá bài sẽ bị giới hạn lại số lượng nhằm cân bằng lại sức mạnh của những người chơi trong sự kiện lần này. Đến với phần hưởng sự kiện, chúng ta có thể nhận được bộc bài của Central Ion cũng như là bộc bài chủ đề của sự kiện như những event trước đó. Đồng thời do tính chất giống với sự kiện Duo Cup nên sẽ có quá trình leo hấp, xếp hạng điểm số. Vì vậy, phần hưởng dự tính cho các top server là những icon của EDZ Cup lấy các mặt chủ đạo của màu vàng, màu bạc và màu đồng biểu hiện cho thứ hạng của các tuyển thủ trong sự kiện lần này. Ngoài ra, đợt clip cũng có một icon khá là bắt mắt và ảnh nền của Duckhole Dragon. Chắc là chúng ta khi leo đến một mức điểm nào đó sẽ nhận được đây mà. Cùng nhau đón chờ sự kiện này nhé. Và đó là tất cả những gì mình muốn mang đến cho các bạn ở bản tin cuối tuần số 7 lần này. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy xuống dưới bấm vào nút đăng ký cũng như nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nhất từ kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.